Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng đến với tập 15 của bộ truyện Xuyên Thành Tiểu Thần Côn, tác giả Hà Trục. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh để nhận được thông báo video sớm nhất. Và sau khi nghe truyện thì đừng quên like và share video giúp Vân các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 15 của bộ truyện này. Lúc đó Chu Thiện không ý thức được Sau khi bản thân suy nghĩ kỹ càng Đưa ra quyết định Lại nói cho Phó Kỳ Sâm biết Từ trước đến nay Chu Thiện đều là đơn đã độc đấu khinh thường nói với người khác Cô cười Cậu phụ trách cầm túi cho tôi nha Chu Thiện tương đối tin vào năng lực của chính mình Phó Kỳ Sâm cũng không có tranh cãi Được rồi Tôi đến cầm túi cho cậu Hôm sau không có tiết học, hai người hẹn gặp nhau ở trước thư viện. Phó Kỳ Sâm tới sớm hơn 10 phút. 5 phút sau, cậu thấy Chu Thiện cột tóc đuôi ngựa, mặc đồ thể dục, tràn đầy sức sống thanh xuân, vác theo một cây túi xuất hiện ngay trước mặt. Thấy cậu đứng đó chờ, cầm Chu Thiện hơi nhấc lên. Đi thôi. Đi đâu? Chu Thiện tỏ vẻ nghiêm túc. Không biết. Tống Kỳ Sâm bị ngẹn nhưng Chu Thiện thật sự không biết. Đêm qua, Chu Thiện xem bói bằng lá số tử vi, xem thiên văn có thể biết được một vị trí, nhưng rốt cuộc ở đâu thì Chu Thiện thật sự không biết. Vốn dĩ Chu Thiện định giam con quỷ hồn kia trong một khoảng thời gian ngắn để hỏi cho rõ ràng, nhưng mà làm thế nào, Chu Thiện cũng không ngờ quỷ hồn kia lại mất tích. Một hơi thở của nó trong quỷ vực cũng không thấy, sạch sẽ như vậy, không giống như đã chạy trốn mà là giống như bị người ta cố tình xóa sổ. Chu Thụy nhớ lại cách bố trí của nhà quan tài trong tiệm nét. Phía sau con ác quỷ đó hẳn là có người quay rối. Nếu không, tại sao trùng hợp là tiệm nét lại xây dựng thành kiểu mẫu quan tài? Kiểu dáng nhà quan tài này phù hợp nuôi con quỷ hơn là cho người ở. Âm khí đặc biệt nặng nề. Người quanh năm suốt tháng tiếp xúc với nhà quan tài sẽ không tránh được gặm huyết quang tai ương. Mở tiệm nét trong nhà này để kiếm tiền quả thật là khó như lên trời. Nhưng thật không ngờ tiệm nét đó lại kinh doanh khá tốt. Tiệm không chịu ảnh hưởng bởi quỷ vật, nhất định là có nguyên nhân. Ngoài ra, hình dạng nhà quan tài này góp phần làm cho sát khí càng thêm quỷ mị. Chu Thiện không thể không nghi ngờ rằng có người nuôi quỷ hại người. Giống như thường Minh Đức chỉ vì cái gọi là mệnh tu vi là có thể giết chết 35 mạng người. Đôi khi, lòng người thi tiện không khác gì ác quỷ. Hai người bọn họ ngồi trên xe buýt rất nhanh đã đến điểm mà tên bạn chỉ dẫn. Nơi này lại là, là một tiểu khu xa hoa. Hai đứa nhóc, một đẹp một xinh, bề ngoài nhìn vào là có thể cảm giác được nuôi dưỡng rất tốt, làm cho người ta thật sự không thể cảnh giác được. Hai người trực tiếp lừa được bảo vệ đi vào trong tiểu khu. Chu Thiện rất nhanh căn cứ vào tọa độ mà tin bạn đã chỉ, tìm ra được một biệt thự. Chu Thiện đi qua, trực tiếp duỗi tay ra gõ cửa. Đợi một lúc lâu mới có người ra mở cửa, người này mở cái lỗ nhỏ phòng trộm trên cửa ra, nghi ngờ nhìn hai người. Khuôn mặt Chu Thiện không thay đổi nói. Số 25, hẻm Như Ý tiệm nét hoàng hôn. Sau khi nghe địa chỉ thì mặt người nọ lập tức biến đổi, đóng cửa nhỏ. Chu Thiền thờ ơ đứng ngoài chờ. Người bên trong cánh cửa nhanh chóng lên tiếng. Các người đi vào đi. Mi mắt của Chu Thiền hơi động đậy, mở miệng. Mở cửa ra. Chữ cô nói ra như có ngàn sức nặng. Người bên trong nhận ra mình không thể không chế được tay từ khi nghe thấy từ mở cửa này, mơ màng mở cửa cho hai người. Cho đến khi anh ta kịp phản ứng thì vị khách không mời đã ngồi trên ghế sofa nhà mình. Trên bàn là trà anh ta tự pha. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt người nọ lập tức trắng bệch. Hai đứa bé trung học một nam một nữ này, có vẻ như đứa con gái là cầm đầu. Nét mặt con nhóc này rất là nghiêm túc, ngồi ngay ngắn tại chỗ làm người khác cảm thấy áp lực mà không có lý do hãy nói mọi chuyện mà ông biết ra hai mắt xinh đẹp của chu Thiện nhìn chăm chăm đầu của trữ chấn trữ chấn nhận ra bản thân mình không có năng lực nói không với đứa nhỏ này Chỉ hoảng sợ lắc đầu trên mặt tràn đầy sợ hãi không không thể nói giọng nói của chu Thiện mê hoặc không cần sợ nói đi chữ chấn nhanh chóng sụp đổ dưới sự tấn công tâm lý của chu thiện trong thời kỳ dân quốc thành phố bệnh viễn là mạch máu kinh tế của tỉnh giang ngay tại đất thiên nảy sinh hiện tại rất nhanh xuất hiện một vài đại gia tộc mà doanh nghiệp sắt thép lớn nhất lúc đó do nhà họ trữ nắm giữ tất nhiên không chỉ giới hạn sắt thép thỉnh thoảng nhà họ trữ cũng sẽ cùng bọn quân phiệt kinh doanh sung ống, đạn dược, có thể nói là sung sướng hưởng vinh quang. Nhưng lúc đó chủ của nhà họ trữ lại có tâm bệnh. Ông ta cưới mấy người vợ, đều sinh ra bảy cô con gái, không có lấy một đứa con trai. Lúc đó trong thành phố bệnh viễn, có một thầy bói, tự xưng không có gì là không biết. Ông ta bỏ tiền ra, mời vị thầy bói kia về. Xem tại sao đến giờ này mình vẫn không có con trai. Rất nhanh, thầy bói đó nói là bởi vì ông âm thầm kinh doanh xấu xa quá nhiều, làm thiệt hại nhân đức. Quả báo bây giờ chính là không có con trai. Ông chủ trữ khẽ cắn môi, quyết định rửa tay gác kiếm, thề với trời là không bao giờ dính tới kinh doanh súng ống đàn dược. Ông còn mời thầy phong thủy đốt vải lụa, cầu cho ông trời sẽ lắng nghe. Dường như ông trời đã nghe thấy lời cầu khẩn của ông ta. Sau đó, người vợ nhỏ mà ông ta yêu thương nhất rất nhanh đã mang thai. 9 tháng sau, sinh ra hai đứa con trai khỏe mạnh. Đứa lớn tên là Trữ Song Phàn, đứa nhỏ là Trữ Song Hàng. Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là đùi phải của đứa nhỏ khi sinh bị dị tật, đi đứng bất tiện. Mấy năm đầu, ông chủ trữ cũng rất thành thật, thề với chính mình là chị ở nhà tận hưởng cuộc sống gia đình, tuyệt đối không có đụng chạm vào những việc kinh doanh trước kia. Nhưng tuy ông ta không làm, vẫn luôn có người muốn giành lấy miếng bánh nướng lớn nhất này. Rất nhanh, ông chủ trữ đã biết được quân phiệt mà ông từng hợp tác trước kia đã hợp tác cùng với thế gia khác. Hơn nữa, từ khi nhà họ trữ không còn kinh doanh đạn dược sung ống, thì dường như đang tụt dốc, có vô số người như hổ rình mồi sau khi ông chủ trữ thất bại ở một vài mảng kinh doanh, rốt cuộc cũng nhịn không được những lời đường mật, tiếp tục hợp tác với quân Việt lần thứ hai. Chờ cho ông ta bàn bạc làm ăn trở về, thì nghe bà vợ nhỏ báo tin dữ là đứa con trai trưởng của mình bị bệnh nặng. Lúc này ông ta mới không ngừng hối hận, tìm thầy phong thủy lúc trước mà đau khổ cầu xin. Thầy phong thủy kia cũng rất bất đắc dĩ ông chủ trữ đã phá bỏ lời thề. Đây rõ ràng là khinh trời, không thể nào cứu chữa. Ông nhất định phải mất đi một đứa con trai. Nếu không biết hối cải, đứa con trai thứ hai cũng rất nhanh sẽ không còn. Ông chủ trữ choan váng một hồi lâu, nhìn gương mặt đứa con trai trưởng gầy ốm mà đau lòng muốn chết. Bởi vì thằng nhỏ tàn tật, nên mọi hy vọng tương lai của ông ta đều đặt vào đứa lớn này có thể nói đứa con trai lớn chính là sinh mệnh của ông ta. Thầy Phong Thủy thấy sắc mặt của ông chủ trữ tái nhợt đến mức kinh người, giọng ông như một linh hồn lang thang. Tiền sinh, ý của ngài là tôi nhất định phải mất đi một đứa con trai mới đền bù được sai lầm lần này sao? Thầy Phong Thủy gật đầu, lập tức hoảng sợ, nhìn chăm chăm mặt của ông chủ trữ. Rất nhanh, ông ta thấy được trong ánh mắt của ông chủ trữ là sự điên cuồng thầy phong thủy nhìn ánh mắt như ẩn dấu sông lớn đang điên cuồng gào thét của ông chủ trữ quả nhiên ông chủ trữ đưa ra ý tưởng muốn để đứa con nhỏ hơn chết thay thầy phong thủy bị ông ta dọa cho sợ ông thầy này là thầy phong thủy lớn nhất nhì của tỉnh giang nhất quyết từ chối yêu cầu mất hết lương tâm này của ông chủ trữ Đồng thời cho dù ông chủ trữ có cầu xin ra sao, cũng nhất định không được. Sau ba ngày, thầy Phong Thủy nghe được tin con trai lớn trữ song phàn bỗng nhiên chết, thở dài một hơi. Dù sao ông ấy cũng ấy nấy với đứa bé này, lại có giao tình với ông chủ trữ nên đến phương viếng. Dù rất đau lòng vì mất con, nhưng mà ông chủ trữ cũng không đau lòng như ông ấy tưởng. Còn đứa con trai nhỏ ra tiếp đón dắt tay con trai nhỏ ra đón tiếp thầy phong thủy bỗng nhận ra điều gì không đúng hai đứa con của nhà họ trữ là anh em song sinh bề ngoài không khác nhau là bao nếu như cùng ngồi một chỗ thì người ngoài sẽ không nhận ra được ai là anh ai là em nhưng mà thầy phong thủy không giống vậy ông ấy đã gặp hai đứa bé này không dưới một trăm lần tất nhiên là có thể phân biệt được hai người đừng nói đến việc trữ song hàng bẩm sinh đã khập khiển tính tình hướng nội mà trữ song phàn thì có sức khỏe tốt hơn nên hoạt bát hơn chân của đứa con trai mà ông chủ trữ dẫn theo kia không hề bị sao cũng không có vẻ gì là tàn tật trong lòng thầy phong thủy suy đoán được điều gì lại không thể tin được là ông chủ trữ có thể làm ra việc như vậy ông ấy ép ông chủ trữ vào một góc nhỏ tối vắng vẻ để mà ép hỏi. Ông chủ trữ cũng rất thoải mái, nhanh chóng kể rõ mọi chuyện ra. Trả nhiều tiền, tất nhiên sẽ có người dám nhận làm. Ông chủ trữ bỏ ra mấy ngàn đồng đại dương, mời sư huynh của thầy phong thủy này đến. Sư huynh đó viết ngày sinh tháng đẻ của chữ song phàng, dán lên một hình nộm bằng rơm, đặt dư gối của chữ song hàng. Là dùng ngâm châm cố định những huyệt vị trên người của chữ song phàng lấy mệnh cách của con trai lớn đổi cho con trai nhỏ, lừa dối quỷ thần, để cho con trai nhỏ chết thay cho con trai lớn. Để đóng trọn vở kịch này, sau khi trữ sông hàng chết rồi, ông ta tuyên bố với bên ngoài, người chết là con trai lớn, còn con trai lớn thì đổi tên sống dưới thân phận của con trai nhỏ. Ngay xong câu chuyện này, thầy phong thủy, lão đảo, vô cùng khiếp sợ nhìn ông chủ trữ rồi lẩm bẩm. Báo ứng, nhất định sẽ có báo ứng. Nói rồi thì loạn choạng quay về. Người nói vô ý, người nghe có lòng. Làm chuyện trái lương tâm sẽ sợ quỷ gõ cửa. Ông chủ trữ làm chuyện trái lương tâm xong, cũng bắt đầu lo sợ. Có khi nào vào lúc nửa đêm sẽ có quỷ hồn đến tìm ông ta tính sổ hay không? Lúc đầu ông ta còn có bảy phần ai nấy với con trai nhỏ của mình. Nhưng mà theo thời gian trôi qua thì tất cả sự ấy nấy đều biến thành nỗi sợ. Ông ta lại đi tìm vị sư huynh kia. Hai người cùng nhau bàn bạc trong phòng. Cuối cùng nghĩ ra một cách tán tận lương tâm. Ông chủ trữ muốn vào ngày dỗ thất tuần của đứa con trai nhỏ biến cậu bé thành một tiểu quỷ dưỡng già. Không được đầu thai chuyển thế mãi mãi không được siêu sinh ông ta muốn mang đến tài lộc cho nhà họ trữ muốn cậu bé chịu sự sai khiến của nhà họ trữ đảm bảo rằng không ai có thể hại nhà họ trữ ông chủ trữ vốn là một người vô tình chút tình cảm ít ỏi khó có được này lại dành hết cho đứa con trai lớn đứa con trai nhỏ tàn tật không thể thừa kế gia nghiệp tình cảm cha con mong manh âm mưu không hề lưu tình Ngày cúng thất tuần, làm theo cách của vị sư huynh kia, đặt hũ hài cốt lên kệ lửa của tế đàn, luyện đúng bảy bảy 49 ngày. Cuối cùng, luyện tử xong hàng thành một tiểu quỷ nuôi trong nhà. Bình thường chỉ cần nhỏ máu tươi thờ cúng vào trong hũ trên đàn tế là tiểu quỷ sẽ không ngừng mang lại tài vận cho người nhà họ trữ. Dựa vào thủ đoạn này mà nhà họ trữ thành công chèn ép những thế gia khác để ngoi lên dẫn đầu. Tuy nhiên, làm nhiều việc xấu cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Ông chủ trữ vốn luôn khỏe mạnh, nhưng mà tuổi thọ rất ngắn, đã qua đời vào năm con trai lớn 20 tuổi. Trước lúc lâm chung, ông ta vô cùng đắc ý gọi trữ song hàng thật ra là con trai trưởng của mình đến bên cạnh. Đắc ý truyền lại bả bối này cho con trai. Có vẻ như không thoát khỏi quả báo. Làm việc ác hẳn sẽ có báo ứng. Nhà họ trữ nhanh chóng nhận ra quỷ tính ngày càng thay đổi thất thường, ngày càng tham lam hơn, từ phải cúng theo năm lại biến thành cúng theo tháng, rồi thành nửa tháng cúng một lần, cuối cùng thành một tuần cúng một lần. Nhu cầu máu người ngày càng nhiều, mỗi lần cúng cũng cần đến một lượng máu bằng của một người sống. Người làm ở nhà họ trữ mất tích ngày càng nhiều dù thế lực của nhà họ trữ có lớn hơn, cũng không thể nào ngăn được những lời đồn. Chuyện nhà họ trữ có quỷ ngày càng truyền xa, cuối cùng không ai dám đến nhà họ trữ làm công. Dù lương cao cũng không thuê được ai, bởi vì tất cả người làm của nhà họ trữ chưa đầy một tháng đều đã mất tích. Cuối cùng, nhà họ trữ không còn người làm, người mất tích biến thành vợ bé. Dần dần, ngay cả vợ bé cũng biến mất hết nhà họ trữ bắt đầu xa xúc mãi cho đến hôm nay nhưng mà dù sao thì lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa nhà họ trữ có nghèo hơn cũng vẫn tốt hơn những nhà bình thường một chút ví dụ như trữ chấn một mình anh ta ở trong một ngôi biệt thự lớn còn có tìm internet cũng đủ nuôi sống một mình mấy đời liên tiếp nhà họ trữ đều chỉ sinh con một cha mẹ của trữ chấn cũng mất sớm Bây giờ nhà họ trữ chỉ còn một mình anh ta và con quỷ kia. Trữ chấn nghe theo di mệnh của cha mẹ, nhận lấy bàn tế hũ cốt, nhưng không mấy để ý đến câu chuyện mà cha mẹ đã kể. Bỏ quên hũ cốt xám xịt kỳ quái dưới tầng hầm, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống. Sau đó, đêm nào anh ta cũng gặp ác mộng. Anh ta mơ thấy con ác quỷ kia, không thể không tin lời của cha mẹ. Khi rơi vào đường cùng, trữ chấn chỉ đành đồng ý với yêu cầu của ác quỷ. Lúc đầu anh ta muốn mua máu của bệnh viện, nhưng mà con quỷ kia lại chê máu không tươi. Hơn nữa, trữ chấn cũng không thể nào âm thầm lén lút giống người khác lấy nhiều máu như vậy từ bệnh viện. Ý tưởng này đành phải dừng. Trữ song hàng quyết định tự mình ra tay, săn mồi. Chu Thiện yên lặng nghe Trữ Chấn kể xong câu chuyện, cúi mặt, không ai có thể đoán được trong lòng Chu Thiện đang nghĩ gì. Sau khi Trữ Chấn dập đầu lấp ba lấp bắp kể lại câu chuyện được nghe từ cha mẹ xong, nét mặt tái nhợt, hoảng sợ, nhìn hai học sinh trung học đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, nầm nớp lo sợ nói. Đại, đại tiên, Chu Thiện hiếp mắt, nét mặt không thay đổi đi thôi. Trữ chấn cảm nhận rõ ràng, mình không thể nào điều khiển bản thân. Đầu anh ta vẫn có thể suy nghĩ, nhưng mà chân tay không tự chủ được, đi theo chu thiện. Đi đâu? Tần hầm. Hai chữ này vừa ra, chu thiện nhìn thấy trữ chấn hoảng sợ, nuốt nước bọt. Bàn chân cũng lùi nhẹ về sau một bước. Không, không được đâu. Nét mặt của chu thiện không thay đổi, Sao cơ? Triệu chấn bị ánh mắt này làm đóng đinh tại chỗ. Tay chân anh ta không nghe theo bản thân điều khiển. Ngoan ngoãn đi vào phòng khách, cầm chìa khóa, đội dẫn hai người tới cửa vào tầng hầm. Hai tay run rẩy mở cánh cửa đã phủi bụi từ lâu ra. Kèn kẹt Lớp bụi vừa dày vừa nặng bay mù mịt. Hình dạng và cấu tạo giống hệt như quỷ vực. Chu Thiện đoán quỷ vực của trữ song Hàng là dựa theo bố cục của chỗ này để tầng hầm này thông với tiệm Internet. Trong tầng hầm này rất là tối, trữ chấn cầm đèn pin chiếu sáng. Chỉ thấy bên trong là những lá bùa dán chồng lên nhau. Trên vách tường phía Tây có nhiều bùa chú hơn một chút. Trong tay của trữ chấn cầm xà ben, nhanh chóng đã tìm được chỗ chôn hữu cốt và tế đàn đang muốn cày lên. Chu Thiện lại ngăn anh ta. Chu Thiện cong ngón tay, nhẹ nhàng ấn lên bức tường, nét mặt bình tĩnh đè đẩy một cái. Bức tường chắc chắn bỗng nhiên mềm như bã đậu, một viên gạch bỗng nhiên rớt vào trong tay cô. Chu Thiện cứ theo cách đó, một, hai, rồi liên tiếp hơn 10 viên gạch rơi ra, để lộ ra một tế đàn xương cốt. Bộ xương bị đập bể thành nhiều mảnh nhỏ mới có thể bỏ vào vừa tế đàn không lớn lắm này. Chu Thiện bình tĩnh cày tế đàn ra, sau đó mỉm cười nhìn trữ chấn đang đổ đầy mồ hôi. Ngài trữ kể chuyện thật là hay. Cơ mà, chỉ là kể chuyện mà thôi. Trữ chấn nhíu nhẹ mày, nghi ngờ không có hiểu nhìn Chu Thiện. Cô nói vậy là có ý gì? Không chỉ anh ta mà ngay cả phó kỳ sâm cũng ngơ ngác nhìn chu thiện có vẻ như cũng không hiểu ý của chu thiện ngón tay chu thiện vuốt ve lên hũ tro cốt và tế đàn đôi mắt lạnh lại có vẻ châm chọc còn có sự khinh thường chuyện xưa ngài kể thật sự rất êm tai ban đầu tôi cũng đã tin nhưng mà tôi vẫn rất tin vào bản lĩnh của mình vốn không hề nghi ngờ ngài trữ sẽ nói dối tiếc là tôi là thầy phong thủy lời nói dối kiểu này Muốn lừa mấy thầy phong thủy đạo hành thấp thì còn được. Muốn lừa tôi ư, ừ, quá non rồi. Chu Thiện thao hết đống bùa chú ngỗ ngang kia, bước từng bước đến gần trữ chấn. Nếu đạo hạnh của tôi thấp hơn một chút, tất nhiên cũng sẽ không nghe nổi câu chuyện cũ đặc sắc của ngài trữ đây. Sợ là lúc vừa bước vào cánh cửa này đã bỏ mạng rồi. Trong câu chuyện của ngài không có mấy sơ hở ông chủ trữ rất là đáng sợ trữ song hàng thì rất đáng thương chỉ tiếc là ngài không hiểu về đạo thuật huyền môn của tôi tiểu quỷ nuôi trong nhà cần máu để nuôi dưỡng nhưng mà máu của những người nuôi nó thì bị giới hạn máu của những người khác thì không có tác dụng hơn nữa tiểu quỷ mơ màng tuy là có quỷ tính nhưng mà bẩm sinh có thiện cảm với người nuôi nó tuyệt đối chắc chắn sẽ không hại gia đình của người nuôi rất nhiều người biết nuôi tiểu quỷ, tất nhiên là vì tiểu quỷ có thể mang đến lợi ích rất lớn. Tiểu quỷ cũng khác những quỷ khác, chúng tỉnh tỉnh mê mê, một khi đã nhận ai làm chủ thì sẽ cung phụng chủ nhân. Nói gì nghe nấy chắc chắn sẽ không làm phản, cho dù có dấu hiệu cắn trả cũng rất là nhỏ. Việc lòng ham muốn ngày càng lớn như chữ chân nói, thậm chí ép buộc chủ nhân làm việc ác để nuôi tiểu quỷ thì vốn là điều không thể. Bây giờ, những lời đồn nuôi được tiểu quỷ đáng sợ ở Hoa Hạ, cũng chỉ là những lời đồn vô căn cứ. Chỉ là nuôi tiểu quỷ, thật sự có một điều tai hại, đó chính là ở bên cạnh tiểu quỷ thời gian dài, âm khí sẽ đi vào trong người, tuổi thọ sẽ giảm đi. Nếu như chủ nhân muốn kéo dài tuổi thọ, thì chỉ cần tiểu quỷ chịu phối hợp thì cũng có cách. Thật ra người thật sự cần máu tươi của người có thể thật sự là ác quỷ sao sợ rằng là một thứ khác ngài nói xem có đúng hay không ngài trữ tiếp tay cho giặc đúng là tiếp tay cho giặc nhưng mà giặc không phải là trữ song hàng mà giặc cũng không phải là trữ chấn Chu Thiện bước từng bước đến gần anh ta, trong mắt đầy lạnh lẽo. Rõ ràng Chu Thiện thấp hơn Trữ Tấn rất nhiều, nhưng mà khi thế là vượt hẳn anh ta. Ông chủ Trữ, tôi nói có đúng không? Không biết từ khi nào sự nhút nhát trên người của Trữ Chấn đã biến mất, nhưng mà vẫn cúi đầu đứng. Rõ ràng chỉ khoảng 40 tuổi, nhưng mà nhìn không khiến người ta cảm thấy già. Hắn ta bình tĩnh hỏi ông sao tôi già lắm ư chu thiện bấm bấm ngón tay ngây thơ tính toán một chút đến bây giờ cũng khoảng một trăm tuổi rồi cũng không còn trẻ đâu trong mắt của trữ chấn bỗng chốc lạnh lẽo nhìn chăm chăm chu thiện nét mặt có chút hung dữ ý người là sao năm đó ông chủ trữ thế chấp gian âm vì muốn kéo dài vinh quang của gia tộc không tiếc con nhỏ dùng hồn phách đáng lẽ nên đi đầu thai của con mình, đã luyện thành tiểu quỷ nuôi trong nhà. Người có tâm tính như vậy, sao người thường có thể so sánh? Trong lòng ông ta có một con rắn độc, không hề có bất kỳ tình cảm gì với ai, bao gồm cả người con trai mà ông ta khó khăn lắm mới có được. Sợ dĩ ông ta xem trọng song phàng, cũng chỉ vì song phàng có thể nối giỏi kế thừa gia nghiệp của ông ta không khiến cho tài sản mà ông ta dốc sức cả đời làm ra rơi vào trong tay người ngoài khi ông ta chết. Có một chút tình thương của cha lại vô cùng ít ỏi. Bản chất của ông ta chỉ là một thương nhân. Sau khi sư huynh kia giúp ông ta luyện con trai nhỏ thành tiểu quỷ, ông ta và người sư huynh kia ngày càng thân thiết. Mà người sư huynh kia lại xem trọng tiền tài. Hai người cùng một ruột rất hợp với nhau. Ban đầu ông chủ trữ thấy mình đã già, đặt tất cả hy vọng lên người con trai đầu. Nhưng mà càng thân thiết với vị sư huynh kia, thì trong lòng của ông ta càng tính toán hơn. Phòng thủy huyền học thần bí, biến hóa kỳ lạ đa chiều. Phương pháp kéo dài tuổi thọ càng nhiều vô số. Phòng thủy là một môn phái mà bao nhiêu người nghiên cứu cả đời cũng không hiểu hết. Ông ta nghe được từ vị sư huynh kia về phương pháp kéo dài mạng sống của khổng minh tuy là cuối cùng vẫn thất bại nhưng mà trong lòng ông ta lại rục rịch ông ta chịu khổ cực kiếm được nhiều tiền như vậy tại sao phải để lại cho con cháu trên đời này làm gì có điều gì tốt hơn mình tự hưởng thụ cuộc sống chứ vị sư huynh kia tham lam ông ta bèn thỏa mãn đưa ra vô số vàng bạc cuối cùng thành công khiến vị sư huynh kia động lòng nghe được thuật gã hồn từ miệng của ông ta. Thuật kéo dài tuổi thọ trong huyền môn, phần lớn đều là tăng cường tuổi thọ vốn có của mình. Ông chủ trữ đã gần đất xa trời, lúc đó cũng gần 70. Dù có kéo dài tuổi thọ thì cũng chỉ còn lại hơi tàn mà thôi. Một người già lớn tuổi có thể hưởng thụ được gì, còn làm được gì đây? Thuật gã hồn thì không giống như vậy, thuật gã hồn sẽ cấy hồn phách của mình vào người có quan hệ huyết thống, sau đó chiếm xác thay người có cùng máu mũ, hưởng thụ tuổi thọ chưa dùng hết của người đó. Quan hệ máu mũ càng gần thì tỷ lệ thành công càng cao. Ông chủ trữ đã đồng lòng, một người đất chôn cũng đã chuẩn bị sẵn, ngày nào cũng có thể ngửi được mùi mục nát già nua trên người mình. Ông ta đã già, đã bước một chân vào quan tài lại bắt đầu nhớ về mùi vị của tuổi trẻ. Mà cả nhà họ trữ, lúc đó người duy nhất có máu mũ gần nhất với ông ta là trữ song phàn. Con gái mà ông ta đã gả ra ngoài thì không cần nhắc. Ông ta cũng không muốn nửa đời sau của mình phải sống trong cơ thể của phụ nữ. Ông chủ trữ phiền não mấy ngày vẫn chưa quyết định được là có dùng thuật gã hồn hay không. Ông ta dù sao vẫn là một người cha. Trữ Song Phàn cũng là con trai mà ông ta yêu thương 20 năm qua. Nhưng mà cơ thể ông ta ngày càng yếu, rốt cuộc không thể không nằm trên giường. Còn Trữ Song Phàn thì mặc quần áo sặc sỡ vui vẻ, biểu diễn một màn mua kiếm tay cho ông ta xem. Nhìn thấy thân thể cường tráng của con trai, lại ngửi thấy mùi mục nát trong cơ thể mình. Trong mắt của ông chủ trữ không thể kìm được sự tham lam. Trong một đêm mưa, Ông ta đuổi hết tất cả vợ bé và người làm, gọi con trai tới. Yêu ớt nói ra câu chuyện về tế đàn cho cốt, kể cho con trai mình nghe về câu chuyện năm xưa. Sau khi kể xong, ông ta về lợi ích làm cho mở mắt, dùng hai tay đầy tội ác của mình đưa về phía con trai lớn đang cùng kính chăm sóc cha. Chu Thiện nói đến đây thì im lặng, lúc ngừng thì chân mày cũng nhíu chặt trên đời này Hóa ra thật sự có cha mẹ nhẫn tâm như vậy ư Trữ song phàn đã gã hồn thành công Nhanh chóng đi ra khỏi phòng Còn ông chủ trữ oai phòng ngày nào Bây giờ nhanh chóng đi đời nhà ma Theo thời gian trôi qua Trữ song phàn lại kết hôn sinh con Khó khăn lắm mới mai được một thai rồng Cũng chính là trữ chấn Sau khi trữ song phàn già ông ta lại cùng với con của vị sư huynh kia dở mánh cũ. Chu Thiện nhìn chăm chăm vào mắt của trữ chấn cười vô cùng mỉa mai. Chỉ là ông không thể nào ngờ, cứ cướp đặt thân thể để hưởng tuổi thọ thì sẽ chịu nguyện rủa. Thân thể của ông trẻ khỏe nhưng mà hồn phách thì yếu ớt không có chịu được. Ngày nào không có uống máu tươi của người sống thì thân thể sẽ mục nát, càng trở nên già yếu máu của phụ nữ sẽ có âm khí nặng, hợp với loại người như ông, nên lúc đầu tất cả hầu gái và vợ bé đều từng người từng người một biến mất. Đến lúc luật pháp nghiêm ngặt, ông không thuê được người, cũng không hại được ai, nên mới để cho trữ xong hàng cung phụng cho ông. Mở tiệm internet trên tế đàn của anh ta, sao khiến anh ta dụ các cô gái đến để cho ông hút máu. Tuy là bề ngoài ông vẫn còn trẻ, nhưng mà trong xương vẫn là một ông già lúc ông bước đi cần chống gậy tiếng động tôi nghe được trong quỷ vật là do ông tạo ra đúng không ông chủ trữ chu thiện nói một hơi không ngừng nét mặt không đổi nhìn trữ chấn trữ chấn cũng là ông chủ trữ vẻ mặt biến đổi không ngừng không vai còng lưng trước đó còn nhìn giống một người đàn ông trung niên nhưng mà lúc này lại như một người tuổi đã già gần đất xa trời làm sao mà cô biết? đã lâu, chữ sông hàng đã không mang máu tươi về cho ông ta, thậm chí ngay cả tin tức cũng mất. Ông ta đã cảm nhận được là trong mấy ngày này sẽ xảy ra chuyện. Nên lúc Chu Thiện và Phó Kỳ Sâm tìm đến ông ta, ông ta cũng không ngạc nhiên hay hoảng sợ. Lúc đầu ông ta muốn tự ra tay, máu của Chu Thiện cũng sẽ để đủ dùng trong một thời gian, đợi lấy lại sức ông ta sẽ ra ngoài tìm trữ xong hàng. Dù sao có thể dùng tiền để dụ phụ nữ về nhà. Nhưng làm như vậy sẽ dẫn đến hậu quả phiền phức, nên ông ta vẫn chậm chạp chưa làm. Chu Thiện thu hồi nét mặt. Tất nhiên lại nhìn thấy rồi. Tuệ nhãn có thể nhìn thấy chuyện trong thiên hạ, cũng có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai. Chu Thiện nói thật, nhưng trữ chấn không tin. Đã sắp chết đến nơi nên ông ta cũng không sợ, còn ngồi bệt xuống sàn nhà, đấm đấm hai cái chân đang rung. Vậy, cô định xử lý tôi ra sao? Chu Thiện lấy con dao găm đen nhánh ra. Tiễn ông xuống âm phủ. Ông chủ trữ cũng không sợ, trái lại còn ngửa cổ lên nói. Ra tay đi! Trời đã đùa giỡn ông ta. Ông ta vốn cho rằng thuật gã hồn có thể giúp cho ông ta sống gần ngàn năm. Dù thế nào cũng không ngờ đến, trữ chấn này không thể có con. Hơn nữa, tình trạng sức khỏe đã sắp không ổn. Không có người huyết thống trực hệ, ông ta không dùng được thuật gã hồn, sớm muộn gì cũng phải chết. Ông ta chỉ là một hồn phách tu hú chiếm tổ chim khách. Chu Thiện không nghĩ là ông ta chiếm thân xác của trữ chấn bằng cách giết người. Chu Thiện cười lạnh một tiếng, không hề chậm trễ, chưởng một chưởng lên trên đỉnh đầu của ông lão trữ. Lúc bàn tay xe gió vỗ vào xương đỉnh đầu của ông chủ trữ, thì bỗng nhiên biến thành móng nhọn, Năm ngón tay khép, nhẹ nhàng tôm lấy một hồn phách đen ngòm đang rít gào. Rầm một tiếng, đường âm đã mở, đầu đường có hai người đầu trâu mặt ngựa cao lớn. Chu Thiện ném hồn phách kia về phía đầu trâu mặt ngựa, đừng tha cho ông ta. Tên mặt ngựa gật đầu. Yên tâm, 18 hình phạt lớn dưới âm phủ đang đợi ông ta. Hình phạt dưới âm phủ đều giống với hình phạt trên nhân gian. Theo thứ tự là lột da, chém eo, ngụ mã phanh thầy, khắc dấu, lăng trì, treo đầu, luộc sôi, thiến, chặt chân tay, dùng sắt nung đốt da, mổ bụng, rượu độc, quất roi cưa đứt người đánh đập tưới chì treo núi đình và chiên dầu điểm khác duy nhất là có tác dụng đối với quỷ hồn mà cho dù quỷ hồn có chịu đau khổ ra sao cũng sẽ không bị hồn tan phách tán chỉ có thể chịu đựng hôm nay cắt da thịt thì hôm sau sẽ lành nhưng vẫn còn đau nhất mãi cho tới khi bộ phận trên người đã trả hết nợ mới được đi đầu thai chuyển thế hồn phách của ông chủ trữ vốn đang thờ ơ. Khi nghe được 18 cực hình cũng không nhịn được, bắt đầu vặn vẹo phản kháng. Hồn phách bắt đầu giải dụ, cố gắng thoát ra. Tên mặt ngựa cười lạnh, một cây đinh tỏa hồn, cắm vào đầu hồn phách của ông ta. Sau khi tiễn đầu trâu mặt ngựa về, chu thiện và phó kỳ sâm hợp sức đỡ thân thể của trữ chấn lên, nhẹ nhàng đặt lên phòng khách trên sofa, lại dùng pháp lực để dưỡng sức cho anh ta thuật gã hồn không thể xóa bỏ hoàn toàn hồn phách của nguyên chủ chỉ là bị hồn phách xâm chiếm chế ngự lâm vào trạng thái ngủ say nếu nằm đó có một cao nhân trữ song phàng đã không bị cha ruột mình chiếm thần xác cho tới chết chu thiện lại quay về tầng hầm kéo tế đàn ra sau đó nét mặt không rõ nhìn vào cánh cửa tầng hầm cô đặt bàn tay lên cửa pháp lực màu bạc mạnh mẽ tuôn ra Phá hủy đi tất cả mọi thứ trong tầng hầm. Nếu đã ở dưới mặt đất, vậy hãy để nó mãi mãi không thấy ánh mặt trời đi. Làm xong chuyện này, trữ Chấn vẫn chưa có tỉnh, nhưng mà trên gò má nhợt nhạt đã dần dần có chút màu hồng hào. Chu Thiện vẫy vẫy tay, Phó Kỳ Sâm hiểu ý, răng rén đi theo cô ra ngoài, vẫn không quên cẩn thận đóng cửa. Chu Thiện ôm hũ tro cốt bước nhanh trên đường bỗng nhiên bất đắc dĩ cười cười. À, có đôi khi, lòng người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Phó Kỳ Sâm không ký ý kiến, chỉ dịu dàng nhìn cô. Chu Thiện vỗ vỗ hũ trò cốt. Tuy là mày tiếp tay cho giặc, nhưng mà bởi vì bị người khác khống chế, nên tao cũng sẽ siêu độ cho mày. Cô nhíu mày có vẻ không vui. Lần này một đồng cũng không có kiếm được. Đúng là lỗ vốn mà. Phó Kỳ xong nghe thì nhíu mày, lấy một tấm thẻ trong cặp ra, đưa cho Chu Thiện. Cho nè, là thẻ ngân hàng. Tiền tiêu vặt và mừng tuổi từ bé tới lớn của mình đều ở trong này. Từ nhỏ Trì Thu Đình đã dạy cho cậu cách quản lý tài sản. Cậu là con trai duy nhất của nhà họ Phó, những người họ hàng thân thích của cậu rất hào phóng Đình cậu cũng có một số tiền khá lớn. Sau khi trì thu đình cất giúp thì đã giao hết cho cậu xử lý. Chu Thiện Nè, cậu có ý gì chứ? Tôi lấy tiền tiêu vặt của cậu mà làm gì? Phó Kỳ Sâm chậm rãi nói thêm. À, cũng khoảng 500 ngàn. Đừng chê. Chu Thiện Đúng là chê đó. Chu Thiện biểu môi đẩy tấm thẻ ra. Cậu làm gì vậy chứ? bao nuôi sao phó kỳ sâm này là cậu nói mà ai đủ lông đủ cánh rồi sao dám cãi lại ta ư thời gian thấm thoát trôi qua chớp mắt lại qua một năm rốt cuộc chu thiện đã thoát danh hiệu học sinh trung học thành công bước vào cổng trường cấp 3. Nhất Trung là trường cấp 2 liên kết với cấp 3, nhưng Chu Thiện không ở lại Nhất Trung mà chọn một ngôi trường trọng điểm ở phía bắc thủ đô. Vài năm gần đây, quan hệ giữa cô và nhà họ phó khá là tốt đẹp, cũng quen biết không ít nhân vật tai to mặt lớn ở tỉnh Giang, nên quan hệ xã hội vẫn khá là rộng rãi. Đến thủ đô học, khẳng định không có vấn đề. Chu Thiện lo rằng nếu mình luôn ở mãi bệnh viện thì sau này bản thân có thể sẽ trở thành kiểu người ít ngồi đay giếng. Cô nhìn chung bản đồ của Trung Hoa, không biết vị cao nhân chốn nào đã chọn vị trí đặt thủ đô. Phong thủy và địa thế nơi đó tuyệt không thể tả. Bệnh viễn cũng được xem như là trung linh dục tú, là nơi đất thiên nảy sinh hiện tại. Nhưng toàn bộ Trung Hoa chỉ có thủ đô mới xứng danh là tuyệt địa được tạo hóa bàn tặng cho đây càng là nơi của tạo hóa thì càng có linh khí rất có lợi cho việc tu luyện ngoài ra long mạch của thủ đô là khác biệt so với những nơi khác toàn bộ thủ đô nối liền bốn phương đông tây nam bắc thông ra cả hai con sông lớn là trường giang và hoàng hà sông núi xuyên suốt vừa đúng điểm thêm con mắt ở đầu rồng long mạch trải rộng cả thủ đô đều có lòng khí đây là có một không hai hơn nữa mật độ dân cư ở đây rất lớn. Việc này càng có lợi cho việc tích góp công đức của Chu Thiện cô. Cho nên, sau khi Chu Thiện suy nghĩ kỹ, thì quyết định chọn thủ đô. Vốn dĩ, thành tích của Chu Thiện chưa đủ để được vào trường cấp 3 trọng điểm. Nhưng Chu Thiện đã sử dụng chút thủ đoạn nho nhỏ, gần như có thể xem là gian lận. Đầu tiên, thần hồn của cô vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần không xóa bỏ ký ức ở trong thần hồn giống như lúc trước thì tất cả ký ức đều được lưu bên trong. Chu Thiện rất chú trọng kỳ trung khảo lần này. Trước ngày trung khảo, cô còn làm một lá bùa thanh tâm cho mình, bài trừ tất cả tạp niệm, dốc hết sức làm bài thi. Cuối cùng, cô đạt được điểm số cao như ý muốn. Vốn dĩ là đứng thứ 10 trong lớp, ở kỳ thi trung khảo lại thành một con hắc mã thành công giành được vị trí thứ ba toàn trường. Đương nhiên, đứng nhất vẫn là Phó Kỳ Sâm với điểm số gần như tối đa, đúng là đáng sợ. Chu Thiện vừa dùng bùa thanh tâm, trong phòng thi càng điên cuồng lục tung ký ức, thiếu chút nữa ép khô luôn bản thân mình. Còn dạo gần đây, Phó Kỳ Sâm và cô tiến hành không ít vụ làm ăn, nhưng cũng không thấy cậu dành thời gian học tập mấy. Nhưng mà Phó Kỳ Sâm luôn đứng nhất toàn trường một cách nhẹ nhàng. Đương nhiên, lần này cũng không ngoại lệ. Khắp toàn tỉnh cũng chỉ có một người đạt bằng điểm với cậu. Nhìn vần sáng của học bá có đôi khi làm cho người ta hâm mộ không thôi. Chu Thiện vào cấp 3 còn phải dựa vào một ít quan hệ của nhà họ Phó. Vốn nhà họ Phó muôn Phó Kỳ Sâm ở lại nhất trung học. Trốt cuộc lại không biết vì sao lại thay đổi ý định quyết định cho Phó Kỳ Sâm lên phía Bắc học. Phan Mỹ Phương và Trì Thu Đình, hai người phụ nữ có thân phận lẫn bối cảnh đều không giống nhau. Nhưng khó mà ngờ, hai người lại qua lại với nhau, vẫn luôn giữ liên lạc cho tới nay. Phan Mỹ Phương không biết con gái nhà mình dựa vào chút quan hệ của nhà họ Phó mới đến được thủ đô. Cả ngày ôm điện thoại, tha thiết nhờ Trì Thu Đình để hai đứa trẻ chăm sóc lẫn nhau. Trì Thu Đình nghẹn họng trong lòng lại rất muốn nói. Thực tế là nhà tôi muốn nhờ con gái bà giúp đỡ chăm sóc cho thằng con trai nhà tôi. Giữa tháng 8, người của nhà họ Chu và nhà họ Phó cùng lên phía Bắc đưa Chu Thiện và Phó Kỳ Sâm đến báo danh. Phan Mỹ Phương nhìn con gái ngày càng trưởng thành, trong lòng không phải không có tiếc nuối. Lúc trước, con bé đáng yêu như vậy, nháy mắt đã lớn chừng này, hơn nữa Bọn họ tuy là cha mẹ, nhưng cũng không đáng được ý nghĩ trong lòng của con mình. Chỉ có thể nhìn cô tự như chim ưng con, chậm rãi bay ra khỏi tổ ấm. Mà bọn họ đã già rồi, không thể nào bay theo. Gia đình hai bên vẫn đợi đến ngày nhập trường mới lưu luyến rời khỏi thủ đô. Nhà họ phó có một tòa bất động sản ở thủ đô. Nhà hai người ở trong khu đó, cách trường không quá xa, đi khoảng 20 phút là tới. Ban đầu Chu Gia Bình muốn cho Chu Thiện trọ ở trường, cuối cùng là bị một miệng nhanh nhạy của con gái mình thuyết phục, khẽ cắn môi thuê cho cô một căn phòng nhỏ gần chỗ nhà họ Phó, ngày thường nhờ bảo mẫu của nhà họ Phó giúp đỡ sinh hoạt. Chu Thiện chọn chỗ trọ là cũng có nguyên nhân, việc học không thể nào chậm trễ, nhưng mà chuyện làm ăn cũng không thể không làm. Mấy năm học cấp 2 của cô bị hạn chế vì cô chọn sống trong trường. Sự lựa chọn của học sinh ngoại trú rộng hơn nhiều. Thậm chí chỉ cần xin là có thể tự học ở nhà vào ban đêm và cô sẽ có nhiều thời gian hơn. Ở nhà ga, lúc tiễn cha mẹ đang lưu luyến không rời. Trên nét mặt của Chu Thiện có chút thẫn thờ, nhìn chăm chăm đám người ở cổng soát vé nhà ga. Phó Kỳ Sâm nghĩ rằng cô không nỡ sai cha mẹ nên an ủi. Rất nhanh có thể gặp lại, không cần đau lòng. Chu Thiện rầu rĩ thở dài, mặt mày ủ rũ, ngay sau đó lại phân chấn ngẩng đầu. Cuối cùng cũng đi rồi. Chu Thiện u ám nói, mấy ngày nay bệnh bị cha mẹ lại nhảy bên tai, muốn thủng lỗ tai luôn. Vợ chồng Chu Gia Bình hoàn toàn xem cô như đứa ngốc, không biết gì về sinh hoạt. Hai ngày nay, bọn họ tận tay cầm, tận tay dạy cô quét dọn nhà, giặt quần áo, rửa chén đũa, nấu ăn. Tuy đúng là cô có hơi ngốc một chút trong làm việc nhà, nhưng cô không cần phải làm những việc này. Cô có thể cắt may người giấy nhỏ, chỉ cần đổ ít sinh khí là người giấy hoàn toàn có thể giúp cô giải quyết tất cả việc nhà. Chu Thiện vô cùng oán giận, giơ tay lên. Rửa chén, rửa tới đỏ tay luôn nè. Bàn tay nhỏ bị sưng lên, da cũng nhăn nheo do dính nước quá nhiều. Phó Kỳ Sâm tỉnh bơ, khẽ ấn tay cô. Cậu không cần làm những việc đó. Có. Chu Thiện nghi ngờ nhìn cậu. Tất nhiên là tớ không cần làm. Tớ có bọn họ rồi mà. Nói rồi cô chỉ chỉ một người giấy nhỏ đang nằm sấp trên áo mình. Phó Kỳ Sâm bỗng cảm thấy chính mình có chút phiền muộn. Chu Thiện cũng không hiểu được phiền muộn của cậu. Cô không chờ nổi, vội kéo Phó Kỳ Sâm đi theo chỉ dẫn của bản đồ tới dãy phố đồ cổ gần chỗ ở nhất. Thủ đô đã từng là kinh đô của mấy triều đại, đồ cổ quý giá dùng để trưng bày hay thưởng ngoạn nhiều không đếm xuể. Hơn nữa, người ở thủ đô thường chú ý tới phong cách cổ xưa, cho nên gần như chỉ đi vài bước chân là có thể tìm thấy những dãy phố đồ cổ như vậy, thoải mái tìm đồ cổ. Sau khi đi vào trong con phố, Chu Thiện có hơi thất vọng. Cũng phải dù sao nhân mạch trong thành phố cũng rất sâu. Không chừng một ông lão bán đồ đất nát nào cũng có thể có ánh mắt phi phạm. Thị trường đồ cổ nơi này thường xuyên có người lui tối. Cô muốn nhặt của hời gần như là không thể. Chu Thiện cũng không nhục chí, nhìn thấy đồ vật trên phố, cái thì là đồ giả, cái thì không đáng giá bao nhiêu tiền. Sau, lại đi vài bước chân tới phố đá quý. Ban đầu Chu Thiện còn nghĩ rằng đỗ thạch chị thịnh hành ở vùng biên giới trung quốc myanmar không nghĩ tới ở nơi này cũng có hơn nữa có vẻ rất nổi tiếng trên phố đa quý trừ những cửa hàng bán đồ ngọc phỉ thúy ra thì còn bày không ít tiệm lớn tiệm bé trong tiệm là các loại phỉ thúy nguyên thạch được khai thác từ myanmar và máy móc nếu khách hàng nhìn trúng khối nguyên thạch nào thì bỏ tiền ra mua mùi nhát cắt ra làm phú ông hay mất trắng đều do nhắc các kia quyết định. Nếu bên trong có đá quý, lập tức giá trị tăng gấp trăm ngàn lần, nhưng nếu bên trong không có đá quý, Trong nháy mắt trở nên không đáng một xu. Chu Thiện ngồi xổm xuống nhìn mấy viên đá, phát hiện bên trong hoặc là viên đá thô ráp, hoặc là màu sắc bình thường, không đáng giá mấy đồng, mà một khối nguyên thạch dao động từ hàng trăm đến hàng chục ngàn. Chu Thiện không hứng thú nên bỏ qua. Cô và Phó Kỳ Sâm theo đám đông đi tới một cửa hàng ngọc khí. Thì ra bên trong tiệm cũng có đổ thạch. Hình như là đang tiến hành một đợt đổ thạch. Chu Thiện rất thích xem những thứ này, dừng chân đứng lại. Phó Kỳ Sâm không có hứng thú với mấy trò đánh bạc này. Đương nhiên trong ánh mắt của cậu, đổ thạch cũng coi như đánh bạc. Nhưng vẫn nhẫn nại xem cùng cô, ánh mắt cậu vẫn luôn hờ hững. Chu Thiện nghe hai người gần đó nói chuyện với nhau thì mới biết. Thì ra khối nguyên thạch phỉ thúy đang được bày trên sân khấu kia, lúc vừa trôi nổi đến thủ đô, đã hấp dẫn sự chú ý của vô số người yêu thích đá quý. Mà khối thạch này đã bị một ông chủ của bất động sản dùng một triệu tệ để mua vào ngày ngày đầu tiên. Hôm nay vừa lúc là ngày cắt đá. Ông chủ lớn dân hương cầu nguyện hồi lâu, thậm chí còn vì khối nguyên thạch này mà còn tổ chức cho mọi người xem. Khó trách, con phố này nhiều người chen chúc lẫn nhau như vậy. Đứng ở ngoài sợ khó nhìn được bên trong. Nhưng sợ là ông chủ kia phải thất vọng rồi. Trong lòng chu thiện hiểu, khối nguyên thạch phỉ thúy kia, hoa văn không tồi. Màu sắc có thể xem là tuyệt phẩm. Nhưng chỉ có một góc nhỏ của khối đá thật sự là phỉ thúy. Còn lại, phần lớn đều là đá. Khối phỉ thúy nguyên thạch này nhiều lắm là có giá trị 10.000. Nếu là mua với giá 1 triệu tệ, ông chủ nhà giàu mới nổi này sợ rằng phải mất trắng. Tuy thợ cắt điều khiển máy móc rất cẩn thận, nhưng vẫn lệch nhát. Mới vừa cắt một nhát, đám người vây xem đã reo hò. Bên trong tảng đá là khối phỉ thúy màu sắc dập dờn, tỷ lệ cân xứng. Chính là phỉ thúy cực phẩm, đế vương lục. Trên mặt ông chủ kia không kiềm nén được nét hồ hởi, có vẻ hết sức vui mừng chu thiện là người rất quái lạ không thích nhìn thấy một người đang tràn đầy hy vọng bỗng thất vọng bởi vậy mà kéo ống tay áo của phó kỳ sâm nói chúng ta đi thôi phó kỳ sâm khó hiểu vì sao không phải vừa nãy cô còn xem rất vui ư chu thiện lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối nhìn khối nguyên thạch được triển lãm trên sân khấu phó kỳ sâm nhanh chóng hiểu được ý của cô ý của cậu là khôi đá này là giả hả chu thiện nhỏ giọng trả lời anh cũng không hẳn chỉ là nhìn dáng vẻ không có đáng tiền bởi vì cắt ra một góc của đế vương lục thợ cắt càng thêm cẩn thận vài phút mới từ từ cắt được mấy cm rất nhanh màu xám của đá lộ ra sau lớp đế vương lục chưa dày bằng một ngón tay và những người vây xem nhanh chóng là ó hiểu rằng viên đá vốn tưởng cao cấp này cũng chỉ là một thứ bình thường nét mặt ông chủ trên sân khấu vốn đang đắc ý đột nhiên trắng bệch ánh mắt bất giác liếc về một hướng mệt cắn môi nói với thợ cắt tiếp tục cắt đi nhưng khả năng một khối nguyên thạch có hai khối phỉ thúy là cực kỳ nhỏ chu thiện xoay người rời đi bỗng phía sau truyền đến tiếng reo hò Chu Thiện dừng bước chân, ngạc nhiên quay đầu nhìn về sân khấu triển lãm. Khối đá trên đài nhanh chóng được cắt xuống, vỏ ngoài cắt bỏ gần hết, lộ ra khối phỉ thúy lung linh bên trong, là mạng thủy pha lê. Không, chuyện này là không thể. Vừa rồi rõ ràng cô dùng tuệ nhãn nhìn trộm bên trong. Khối nguyên thạch này, ngoài trừ mạnh nhỏ đế vương lục trên đỉnh, thì đều là đá xù xì, tuyệt đối không thể cắt ra mạng thủy pha lê bỗng nhiên chóc mũi của chu thiện giật giật vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhìn về phía ông chủ bất động sản đang ý cười trên mặt cũng chính là chủ nhân khối vị thúy nguyên thạch này trên người của ông ta có loại hơi thở khác lạ hơi thở của cổ mạng đồng cổ mạng đồng là thánh vật từ đông nam á có hơn 100 năm lịch sử cũng thường được gọi là kim đồng tử hoặc phật đồng tử dùng các vật liệu khác nhau để tạo nên hình dáng của đứa bé sau đó được cao tăng hoặc là pháp sư làm phép dùng linh hồn của những đứa bé ngoài ý muốn chết trong bụng mẹ hoặc bị phá thai ở cổ mạng đồng được người ta nuôi để bảo vệ ngôi nhà mình người nuôi dưỡng cũng sẽ vì chăm sóc cổ mạng đồng mà tích phúc cho bản thân cùng con cháu sau này cổ mạng đồng lấy hương khói là thức ăn chính trời sinh tính tình thiện lương nếu chỉ là vậy cổ mạng đồng cũng giống như các thủy thú trấn trạch khác trong phong thủy của hoa hạ nhưng sự việc không chỉ có vậy pháp lực của cổ mạng đồng cao thâm khó lường không chỉ phụ thuộc vào người thêm linh hồn là cao tăng hay pháp sư mà việc quan trọng nhất là ở linh hồn đưa bé được thêm vào cổ mạng đồng linh lực hoặc oan khí của linh hồn đưa bé càng nặng năng lực của cổ mạng đồng càng cao có thể chiêu tài có thể bảo hộ trừ tà cũng có thể giết người tương tự như vậy linh hồn đưa bé bình thường chỉ có thể mang tới một ít tài lộc giúp chủ nhân của nó cơm no ao ấm nhưng nếu muốn phát tài lớn thì không thể không sử dụng một ít bàn môn tả đạo tỷ như đồng cổ mạng phương pháp chế tác đồng cổ mạng là biết phù chú lên trên ván cửa chờ thai phụ đi qua ván cửa đưa bé trong bụng lập tức biến thành tử thai sau đó mổ sống thai phụ, lấy tử thai từ bụng của người mẹ ra. Trong quá trình chế tạo thì cho dầu xác chết, trò cốt, thịt là ba phần thi thể và lấy bảy loại đất nghỉ địa, thông qua bí pháp luyện chế tử thai thành cổ mạng đồng. Quan trọng là đứa bé nhất định không được lấy ra từ đường sinh sản, thậm chí sinh con cũng không được, sẽ không có hiệu quả, chỉ có thể mổ sống. Pháp thuật này tàn nhẫn đến phát trồ, luôn luôn bị người người phỉ nhổ khinh thường. Nhưng mà không tránh được một số hắc vô sư của Nam Dương vì lợi ích mà sử dụng, hại chết tính mệnh của cả mẹ và con, dùng linh hồn của đứa bé chứa đầy oán khí, chưa kịp đầu thai, luyện chế thành cổ mạng đồng để chiêu tài kiếm lời. Nét mặt của Chu Thiện đã không thấy sự vui vẻ và thích thú ban đầu. Cô nhăn mày, hờ hững, nhìn ông chủ lớn vui vẻ phấn chấn trên đài. Chu Thiện nhìn sang Phó Kỳ Sâm. Phó Kỳ Sâm đã nhanh chóng hiểu rõ. Hai người lặng lẽ xuống sân khấu. Ngô Thiện Phúc ở trên sân khấu nhờ Đỗ Thạch kiếm lời một khoản lớn, vô cùng đắc ý. Mời người trong tiệm ngọc khí ăn một bữa cơm xa hoa tại nhà hàng tốt nhất thủ đô. Nhìn nét mặt của ông chủ tiệm ngọc cay cú vì chẳng những không hố được ông ta, mà ngược lại phải lỗ một khoản tiền, càng nhìn càng thấy sảng khoái. Sau khi ăn cơm uống rượu xong, Ngô Thiên Phúc lão đảo ra khỏi thang máy, đi tới bãi đổ xe. Ông ta sợ soạn khắp người, lại không tìm được di động, nên không thể gọi tài xế tới đón ông ta như ý muốn. Cảm giác muốn đi vệ sinh kéo tới, Ngô Thiên Phúc huyết xáo, dứt khoát cởi thắt lưng, thư thái giải phóng chính mình ngay dưới mặt đất bãi xe ô tô. Tiếng nước xì xì không ngừng truyền đến hình như là vì uống rượu quá nhiều định lượng nước cũng nhiều ngồi thiền phúc thỏa mãn huyết sáo phía sau hình như có tiếng nghiến răng nghiến lợi ở đâu đó ông ta mơ màng quay đầu lại không thấy gì ngồi thiền phúc thỏa mãn huyết sáo phía sau hình như có tiếng nghiến răng nghiến lợi ở đâu đó ông ta mơ màng quay đầu nhìn lại không thấy gì mà cho dù ông ta có thấy cũng không để bụng xuất hiện ở chỗ này Tám phần là bảo vệ, bị bắt thì bị bắt, cùng lắm bị phạt hai khối tiền. Hiện giờ thứ ông ta không thiếu nhất chính là tiền. Ngồi thiền phúc lắc lên lắc xuống củ quý của mình, dùng tay lau khô xong mới thả lại trong quần. Chờ cho ông ta nghi ngã tìm được xe, miễn cưỡng dùng chìa khóa mở cửa xe. Ông ta đang muốn ngồi vào ghế lái, bỗng nhiên phía sau phát ra tiếng xe gió một bao tải trùm xuống che kín đầu ông ta, tầm mắt chỉ còn màu đen vô tận. Sau đó từng năm đấm rơi xuống như mưa trên đầu ông ta. Tiếng cô gái tức giận vang. Này thì đi tiểu này! Cho ông đi tiểu nè, làm bẩn chết mắt tôi, cay hết cả mũi! Sau khi đấm vài đấm vào ngực và đầu của Ngô Thiên Phúc, Chu Thiện mới tạm hãi giận thuận tay tung lấy cổ áo ông ta, ném ông ta xuống mặt đất. Chu Thiện đứng ở đó hai tay chống nạnh, nét mặt nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ việc gì. Một lát sau, Chu Thiện mới bình thường trở lại, vườn tay sờ soạn trên người của Ngô Thiên Phúc. Phó Kỳ Sâm thấy vậy, vội lớn giọng, bảo cô ngừng. Cậu đang làm gì vậy chứ? Lục soát người! Tuy cô biết, Ngô Thiên Phúc nhiều khả năng là không để cổ mạng đồng trên người mà đang được cung phụng chu đáo ở nơi đâu đó trong nhà. Nhưng lỡ như Ngô Thiên Phúc gặp vấn đề về não bộ, không đi theo lễ thường mà mang tà vật đầy âm khí này bên người thì sao? Hơn nữa, lúc đổ thạch, ánh mắt ông ta có nhìn loạn về một hướng, làm cho Chu Thiện nghi ngờ. Người này có phải yêu tiền đến mức không cần mạng sống hay không? Phó Kỳ Sâm im lặng nhìn cô, ánh mắt tự như ẩn chứa rất nhiều hàm ý, muốn nói lại thôi để mình. Phó Kỳ Sâm cũng không quản Chu Thiện có đồng ý hay không, trực tiếp tiến tới soát người của ông ta. Nhưng trên người của Ngô Thiên Phúc chỉ có ít châu máu tiền mặt trong ví, còn có một chùm chìa khóa và một cái di động. Những thứ khác cũng không tìm được. Ngô Thiên Phúc bị đánh đấm loạn xạ một trận, khiến mắt hiện lên đầy sao. Nên bây giờ còn đang nằm trên mặt đất, thở hổn hển. Ông ta nghĩ rằng hai người chu thiện muốn cướp cũ lập tức xin tha tiền đều trong ví còn có bạc mật khẩu thẻ ngân hàng cũng sẽ nói cho hai người đừng đừng giết tôi chu thiện không hứng thú với việc cướp bóc người khác trong lòng chỉ muốn tìm được cổ mạng đồng xóa bỏ tai ương này mà cổ mạng đồng này không giống với những cổ mạng đồng khác mỗi lần nó dư tài thì sẽ mang đến tai họa cho người xung quanh nó người trực tiếp cung phụng nó lại càng bị nguyền rủa sống không quá 5 năm. Thật ra, bản thân Ngô Thiên Phúc có phúc tướng, chỉ vì nhất thời tham lam, cung phụng cổ mạng đồng, đúng là tiền tài có thể tăng nhiều trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng xét về lâu dài, ông ta vẫn bị lỗ, là còn lỗ vô cùng nhiều. Nếu dựa theo mệnh cách vốn có của ông ta, tiền tài sẽ tới chậm một chút, nhưng càng già càng có phúc khí, tiền tài cũng sẽ ngày càng nhiều. Hiện giờ vì ham muốn nhất thời, cung phụng cái thứ cổ mạng đồng âm tà quái khí. Vốn dĩ còn hơn 40 năm tuổi thọ, giờ lại chưa đến được 5 năm. Nếu như ông ta biết được việc này thì vẫn còn tôn sùng cổ mạng đồng như thần linh hay sao? Chu Thiện hiểu rõ, trước khi ngồi thiền phúc cung phụng cổ mạng đồng, chắc chắn không biết tai hại của cổ mạng đồng. Pháp sư Nam Dương chắc chắn cũng không nói cho ông ta biết bởi vậy trong lòng chu thiện càng thêm tức giận hoa hạ chính là nơi phát triển đạo huyền học chính thống hà có thể dùng thứ cho đám yêu ma quỷ quái tùy ý dương oai hướng chi đây còn là thủ đô dưới chân thiền tử càng không thể chấp nhận được những thứ như thế này hoành hành chu thiện xuất thân từ đạo môn chính thống lúc trước học nghề cùng với lão quân vô cùng bình vực người bên mình dù năm bắc hoa hạ vẫn luôn tồn tại tranh chấp giữa hai môn phái. Chu Thiện cũng không đến mức tức giận như vậy. Tuy vô sư ở Miêu Cương không tính chính thống, nhưng tốt xấu cũng được xem là kế tục một dòng đạo môn của Hoa Hạ. Thuật vô sư Nam Dương là cái thái gì mà dám tới đây tác oai tác quái chứ? Chu Thiện thấp giọng quát hỏi. Cổ mạng đồng đâu rồi? Ngồi Thiền Phúc cứ nầm nấp lo sợ, sợ Chu Thiện giết người cướp của nhưng bây giờ ông ta mới hiểu rõ ý đồ của chu thiện thì ra chu thiện không phải nhìn trúng tiền bạc mà là muốn cướp đi cây rộng tiền của ông ta đây chính là vật còn quan trọng hơn mạng sống của ông ta ngô thiền phúc bắt đầu cảnh giác cô cô đang nói cái gì chu thiện nhếch môi cười nhạt lười truy hỏi ông ta cô trực tiếp đưa tay đặt ở huyệt thái dương của ngô thiền phúc mở tuệ nhãn rót khí vào huyệt đạo pháp lực làm thần thức của chu thiện liên thông với linh hồn của ngô thiên phúc rất nhanh chu thiện bỗng nhìn thấy thứ gì từ trong vùng ký ức mờ nhạt hai bên thái dương đã lấm tấm vài giọt mồ hôi ước chừng qua một chén trà nhỏ chu thiện mới buông tay đúng như cô nghĩ cổ mạng đồng được cung phụng ở căn nhà mà ngô thiên phúc thường xuyên đến nhất hiện tại không dễ xử lý người đàn ông này mày là cả mặt mày của ông ta đều bị ba bố trùm lên, không nhìn thấy dáng vẻ của hai người. Chu Thiện cười lạnh lùng, thấp giọng nói rõ nguy hại của cổ mạng đồng và mệnh cách vốn có cho Ngô Thiên Phúc nghe. Ngô Thiên Phúc càng nghe càng hoảng sợ. Phó Kỳ Sâm không nhìn thấy nét mặt của ông ta, nhưng áo sơ mi trên người của Ngô Thiên Phúc đã ướt sũng, đầy mồ hôi. Tuy là ông ta tham tài, nhưng không có làm việc gì xấu người chân chính làm ác chính là Pháp Sư Nam Dương. Hơn nữa, vì vừa nãy Ngô Thiên Phúc đã làm bẩn mắt cô, nên Chu Thiện đã đánh cho ông ta một trận nhớ đời. Nhưng bây giờ, thấy dáng vẻ bị thương của người đàn ông này không khỏi có chút thương hại. Đáng tiếc cho đôi song sinh kia, vốn là cha mẹ đều có mệnh phu quý. Hiện giờ, Ngô Thiên Phúc nghe thần thể liền cứng đờ. Ngày hôm trước, vợ ông vừa mới sinh được một đôi trai gái khỏe mạnh. Ông ta vẫn luôn nghĩ rằng việc này là nhờ công lao của cổ mạng đồng, sợ người khác chạm phải phúc khí. Ngoài trừ cha mẹ hai bên thì không nói với ai, chỉ chờ đưa bé dưỡng thành thì mới nói cho người ngoài biết. Thậm chí còn chưa đặt tên hay, chuẩn bị mời một đại sư khác đặt cho con ông một cái tên hay. Vậy thì hai người này biết được tin tức mật này từ đâu? Chu Thiện không để ý mà nói tiếp. Thật đáng tiếc, ông có mệnh phu quý, gặp đại nạn không chết, tất có hạnh phúc sau này. Vốn dĩ, năm sáu tuổi ấy phải bị quỷ nước bắt đi làm thế thân, khó khăn lắm mới tránh được một kiếp, là vì lòng tham mà thành ra thế này. Ngoài trừ cha mẹ ông ra thì không ai biết được sự việc này, nhưng người biết rõ chuyện của năm đó đều đã chết già ở cố hương. Mà việc này ông ta cũng chưa từng nói với người khác Xem ra Cái người bỗng dưng nổi điên đánh ông ta một trận này Cũng là có chút bản lĩnh Trong lòng của Ngô Thiên Phúc Đã tin tưởng bảy phần Nháy mắt cảm thấy trời đất u ám Tuyệt vọng bao trùm lấy ông ta Thật ra Ông ta đã có dự cảm xấu từ trước Ông đã đổ rất nhiều thạch Hơn nữa sản nghiệp của ông Lại liên quan đến châu báu Đôi mắt cũng khá là tin tưởng lúc các khối phỉ thúy nguyên thạch ra được đế vương lục ông đã thấy bất thường biết tám phần là mình đổ thua nhưng sau đó lại cắt ra được mạng thủy pha lê phản ứng đầu tiên của ông ta không phải là mừng như điên mà là lo tuy rằng cảm xúc lo lắng này rất nhanh cũng giấu đi có được tất có mất hôm nay ông ta kiếm được khoản tiền bất chính này ông trời chưa chắc đã không lấy đi thứ gì từ trên người ông ta đúng vậy đều là do lòng tham của ông ta quá lớn. Ông đã có được rất nhiều tài phú hơn những người khác. Nhưng con người chính là lạ kỳ như vậy. Càng có nhiều tiền thì càng cầu được nhiều hơn. Ông ta nằm sóng xoài trên mặt đất, hơi thở yếu ớt. Cổ mang cổ mạng đồng đi đi. Chỉ là có thể cho tôi sống thêm hai năm có được không? Con ông ta vừa mới chào đời, Ông ta 40 tuổi, vất vả lắm mới có được một đôi trai gái. Nếu như dương thọ của ông ta thật sự chỉ còn 4 năm, 4 năm sau, con của ông ta vẫn còn quá nhỏ. Dù ông sắp xếp xong mọi chuyện, để lại đủ tài phú, thì có thể bảo vệ được vợ con ư. Chu Thiện lạ lẫm nhìn ông ta, ác cảm đối với ông ta bỗng biến mất một cách khó hiểu. Chu Thiện nghĩ nghĩ một lát rồi khâm lưng, duỗi tay điểm ở giữa hai lông mày của ông ta, rồi vẽ xuống một ký hiệu phức tạp. Có vượt qua được nguyện rũ hay không? Còn phải dựa vào mệnh cách của ông. Dứt lời, cô liền đứng dậy rời đi. Ngô Thiên Phúc gào một địa chỉ phía sau, hình như sợ Chu thiện không nghe rõ. Ông ta nói hai lần. Cổ mạng đồng là tôi mua được trong cửa tiệm kia. Người giới thiệu cho ông ta là bạn bè tốt nhất của ông ta. Khi ấy Ngô Thiền Phúc nửa tin nửa ngờ, sao người bạn kia không mua? Ngô Thiền Phúc hỏi thì người đó lại né tránh, nói là mình mua rồi, đã bắt đầu cung phụng, không thể nào quá tham lam mua thêm. Chu Thiện không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Lúc quay đầu đi ra bãi đổ xe mới nói với Phó Kỳ Sâm. Cậu về nhà trước đi. Vậy còn cậu thì sao? Phó Kỳ Sâm sửng sốt mình đi lấy cổ mạng đồng. Mình đi cùng cậu. Chu Thiện lười biếng vỗ vào má cậu. Anh trai nhỏ à, cậu kiên nhẫn ở nhà đợi mình là được. Cậu cũng không thể nào giúp gì cho mình. Một mình mình đi lấy cũng không xảy ra chuyện gì đâu. Cô vừa dứt lời, thấy nét mặt của Phó Kỳ Sâm thay đổi, hình như có chút buồn bực, không khỏi mở miệng hỏi. Làm sao? Lúc này Phó Kỳ Sâm cũng thu lại cảm xúc. Không có gì, đi sớm về sớm. Cậu dừng một chút rồi mở miệng bổ sung. Mình ở nhà chờ cậu nha. Trong hai năm này, Chu Thiện cũng dạy cho cậu không ít thứ. Không thể không nói, thiền phú và năng lực lĩnh ngộ của Phó Kỳ Sâm cao đến đáng sợ. Rất nhiều việc đều giao cho cậu làm trợ thủ. Ngẫm lại, bây giờ cậu khác xa so với thiếu niên năm xưa mỗi lần nhìn thấy quỷ chỉ biết đứng là người, miệng lẩm nhẩm chủ nghĩa duy vật. À, nhưng mà hiện nay cậu vẫn hơi rung. Vừa rung, vừa mặt không đổi sắc, dán phụ chú lên người của lệ quỷ. Mỗi lần nhìn thấy nét mặt bình tĩnh và lạnh nhạt này của cậu, chu thiện không khỏi liếu lưỡi. Cảm xúc của chu thiện dễ bị thay đổi, cũng dễ bị ảnh hưởng từ người khác. Không thể không nói, đây là một nhược điểm của cô nhưng phó kỳ xâm lại hoàn toàn không có nhược điểm này nếu không phải chu thiện trời sinh đã khác người sợ rằng chỉ cần chút thời gian là trò giỏi hơn thầy rồi lý do chu thiện không muốn cậu đi đến biệt thự cùng hồ thiên phúc lấy cổ mạng đồng cùng cô không phải là vì ghét bỏ mà vì cô cảm thấy trên đường đi sẽ không có gì nguy hiểm còn không bằng để phó kỳ xâm về nhà sớm sau đó chờ cô quay về là đã có bữa tối nóng hổi để mà ăn Chu Thiện xuân sẻ nói dối bảo vệ để vào tiểu khu, lẻn vào biệt thự Ngô Thiên Phúc từ đường cửa sổ. Nhìn quanh phòng, thấy phía dưới điện thờ là một bàn thờ nhỏ, bên trên đặt cổ mạng đồng và đồ thờ cúng. Cổ mạng đồng này là một gốm xứ hình em bé, gương mặt tươi cười, hai bên mặt là hai má hồng lớn, khai giống với đứa bé trong bức tranh Tết của Hoa Hạ, nhưng lại thêm vài phần quỷ dị. Nụ cười như có như không kia thật sự khiến cho người ta chán ghét. Thờ cúng cổ mạng đồng cũng phải chú ý. Khi vào cửa phải xin thần linh là vào phòng bằng phía sau. Khác biệt với thỉnh thần vào nhà, không thể đặt trên bàn thờ thần linh. Cần chọn một chỗ khác để thờ cúng cổ mạng đồng. Nếu như trong người mang theo cổ mạng đồng thì không thể đeo trên cổ tới chùa khân vái mà phải đeo nó ở thắt lưng. Nơi thờ cúng cổ mạng đồng không được quay mặt về hướng Tây ngồi trên cùng với các vị thần hoặc để dưới đất. Nếu không, hoặc là chọc giận thần linh hoặc chọc giận cổ mạng đồng. Nhà Ngô Thiên Phúc cung phụng cổ mạng đồng cũng không tìm ra lỗi sai gì. Có lẽ ông ta từng được tên Pháp Sư kia hướng dẫn. Chu Thiện không hề kiên nể, trực tiếp đặt cổ mạng đồng vào trong ba lô mình. Không chỉ vậy, cô còn để ba tờ phù chú để hóa giải sát khí của cổ mạng đồng mang đến khi nhập trạch. Cổ mạng đồng dường như nhận ra người tới không có thiện ý. Nụ cười giả tạo trên mặt càng nặng hơn. Bà lô của chu thiện rung lên liên hồi. Trấn chỉ kỳ lân cũng bị đặt chung một chỗ với nó. Lười biến đưa bàn chân ra, thản nhiên đè trên đầu nó. Đừng có nghịch nha, cẩn thận, lão vù bà bên ngoài trực tiếp ăn người luôn đó. Huyết sắc nặng nề trên người của huyết kỳ lân đã làm cho cổ mạng đồng sợ hãi nên nó đành ngoan ngoãn đợi trong ba lô, không dám quấy phá. Lúc ra về, Chu Thiện có đi qua bàn thờ, nhìn phía trên còn đặt một chùm nho tím, bèn hái một quả cho vào miệng. Vị nho ngọt ngào dễ chịu, sau khi ăn dư vị vẫn đọng mãi trong miệng. Đúng là người có tiền, thật là biết hưởng thụ a. À? Cô cầm chùm nho rồi trực tiếp nhảy ra biệt thự, bước đi từ từ, lướt qua camera với nét mặt rất thích ý. Sau khi ăn nho xong, tâm trạng của Chu Thiện rất tốt, cũng không muốn tìm việc cho mình. Hơn nữa trời cũng đã tối, Chu Thiện quyết định về nhà trước, bao giờ rảnh lại đi xử lý cái tên Pháp Sư Nam Dương kia sau. Pháp Sư Nam Dương giỏi nhất là ngự quỷ và luyện cổ, thủ đoạn hết sức hèn hạ. Chu Thiện không muốn bản thân mình chưa chuẩn bị gì đã chạy đến sân nhà của người ta. Đến lúc đó tuyệt cô chắc chắn sẽ không thua, nhưng lỡ như chúng phải ám khuy chẳng phải khiến người ta chia cười sao? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đây là đạo lý cô học được từ thượng Minh Đức. Không được khinh thường bất kỳ ai, bất kể là một nhân vật nhỏ đi chăng nữa, đặc biệt là pháp sư vô cùng âm độc. Chu Thiện tung tăng về nhà, lại nghe dì bảo mẫu phụ trách việc nấu cơm cho bọn họ nói, Phó Kỳ Sâm chưa trở về. Vốn tâm trạng của Chu Thiện vô cùng tốt, bỗng chốc bị quét sạch đã trễ như vậy rồi, Phó Kỳ xâm, tên tiểu tử này rốt cuộc đi đâu, sao bây giờ còn chưa chịu về nhà. Lúc đầu Chu Thiện khá tức giận, tên tiểu tử này không có chịu ngoan ngoãn nghe lời cô trở về nhà, sau đó mới cảm thấy không đúng. Phó Kỳ xâm là người không có hứng thú với chuyện gì. Chu Thiện chỉ thấy lúc tiểu tử này nhìn chăm chăm cô đùa nghịch đạo thuật huyền môn thì đôi mắt hơi được sáng, ngoài ra cũng không có yêu thích gì khác. Hơn nữa tại đất thủ đô xa lạ này không quen biết ai cậu có thể có chuyện gì mà đến tận bây giờ còn chưa trở về càng nghĩ chu thiện càng thêm lo dù gì bảo mẫu đã chuẩn bị bữa tối phong phú nhưng cô còn không có tâm trạng nhìn hướng chi là ăn cả người chu thiện bồn chồn không thể ngồi yên rốt cuộc lấy ba lô vừa mới đặt xuống đeo lên lần nữa chuẩn bị đi ra ngoài tìm cũng may phó kỳ sâm cũng xem như là một nửa đồ đệ của cô cộng thêm ngọc bội bạch ngọc trên người của phó kỳ sâm với những manh khóe của cô tìm người không quá phiền phức trong bóng đêm chu thiện bay nhanh qua mười mấy con phố trong lòng không khỏi mắng tên phó kỳ sâm này sao lại đi xa như vậy không biết bao lâu chu thiện mới cảm nhận được hơi thở như có như không của phó kỳ sâm thì chậm rãi dần phó kỳ sâm mặc áo sơ mi trắng hai tay đút vào trong túi quanh người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo gương mặt vô cùng đẹp trai đôi mắt thẳng băng nhìn chăm chú một nơi nào trong lòng chu thiện tò mò liền theo ánh mắt của cậu nhìn về phía trước Tùy nơi này hẻo lánh nhưng vì là thủ đô nơi hừng thịnh vô cùng dân cư không ít đặc biệt khi đêm xuống lại càng xa hoa trụy lạc vì vậy mà cũng phát triển không ít những vụ buôn bán ngầm cách đó không xa đèn dầu cháy lay lắc ngay trước hẻm nhỏ có mấy người phụ nữ xinh đẹp nhìn rất lẳng lơ trong đó người mặc váy đỏ là đáng chú ý nhất. Cô ta phùng khói thuốc với điệu bộ chán chường, thân thể dựa vào tường, ánh mắt mơ màng. Làn váy xẻ tà, lộ ra chiếc đùi trắng nõn. Đôi chân dài kia khiến tiểu đậu đinh nào đó còn chưa nảy nở, hoàn toàn ghen tị. Hai mắt của phó kỳ sâm chặt chẽ khóa trên người cô ta. Tốt lắm, uổng công cho cô lo lắng như vậy. Hóa ra tên nhóc này tới là tên phố đèn đỏ, còn nhìn năm đuối lâu phượng, cũng chính là kỹ nữ. Hơn nữa, còn nhìn không có chớp mắt nha. Kết thúc tập 15 của bộ truyện Xuyên Thành Tiểu Thần Côn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.